Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mọt Tri Thức. Các bạn thân mến, có bao giờ mà các bạn băn khoăn, thắc mắc rằng liệu những điều gì sẽ xảy ra đối với cư dân trên hành tinh này vào năm 2022 không? Mới đây nhất, tờ báo Slovodo của nước Nga đã công bố về danh sách những lời tiên tri của nhà tiên tri vũ trụ Baba Vanga về thế giới của chúng ta vào năm 2022 đấy. Và dù rằng chưa biết thực hư về những lời sấm truyền của bà Baba Vanga sẽ có hiệu lực thực sự như thế nào, tuy nhiên thì những lời tiên tri đó vẫn đang đón nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận trên toàn thế giới này. Và ngày hôm nay, hãy cùng với gia đình nhà mặt chúng mình đi tìm hiểu xem những lời tiên tri đó là gì nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu ngay nào. Điều đầu tiên, và có lẽ là mong muốn lớn nhất liên quan đến tình trạng lây nhiễm virus corona chủng mới hiện nay. Lời dự đoán đầu tiên của nhà tiên tri trong năm tới dường như muốn đề cập tới đại dịch Covid-19 khi cho rằng con người sẽ quen với một loại virus mới. Nhiều người đã rất bất ngờ khi biết rằng đại dịch Covid-19 đã được nhà tiên tri nổi tiếng Baba Vanga dự báo từ trước đây. Bà cho rằng vào năm 2020 sẽ là một năm đầy khó khăn bởi dịch bệnh và nhân loại sẽ phải tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp này trong suốt cả năm. Người ta tin rằng bà Vanga đã dự đoán về đại dịch Covid-19 từ lâu. Thông tin này được chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Neska Stefanova Grobeva, 73 tuổi, chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân của mình. Và Neska nói rằng bà đã từng gặp nhà tiên tri Vanga chỉ một thời gian rất ngắn trước khi bà qua đời. Bà Neska từng viết trên mạng xã hội của mình rằng loại virus này cuối cùng cũng đã đến. Tôi đã từng đến thăm bà Vanga vào năm 1996 và bà ấy nói với tôi: Neska, corona sẽ bao quanh chúng ta. Khi ấy, tôi không hiểu rõ những từ ấy có nghĩa là gì cho đến tận bây giờ. Trong tiếng Bulgaria, từ corona có nghĩa là chỉ sự giám hộ và gắn liền của Bulgaria với lãnh thổ Nga. Chính vì vậy, bà Neska đã từng nghĩ rằng câu nói đó của nhà tiên tri Vanga có nghĩa là Bulgaria sẽ thuộc về quyền giám hộ của Nga. Nhưng mãi đến tận sau này, bà mới hiểu ra rằng đó là lời sấm truyền về một đại dịch có tên là virus corona. Phán đoán của bà Vanga về dịch bệnh trong năm 2020 đã chính xác trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đã bùng phát trên toàn thế giới, khiến cho hàng triệu người phải tử vong. Năm 2022, những ghi chép không nói chính xác, con người sẽ quen với một loại virus mới như thế nào với sự giúp đỡ của hành động tiêm chủng hay miễn dịch tự nhiên. Nhưng bà khẳng định rằng loài người sẽ quen. Nếu như điều này trở thành sự thực, thì đây sẽ là điều mà cả thế giới mong chờ khi mọi hoạt động kinh tế, xã hội, thể thao, du lịch được quay trở lại với nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, một loại virus mới ở đây cũng có thể được hiểu như sự xuất hiện của một biến chủng mới hoặc thậm chí là một loại virus mới bên cạnh Covid-19 sẽ khiến cho cả thế giới một phen khốn đốn trước khi tìm ra lời giải. 2. Sẽ có hai nhân vật quan trọng được sinh ra. Bà Vanga dự đoán rằng trong năm 2022 sẽ có hai nhân vật quan trọng của thế giới được sinh ra. Và tất nhiên, điều này sẽ phải đợi rất nhiều năm sau để có thể kiểm chứng. Tiếp theo, sẽ có nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra. Ở lời tiên tri này, bà Vanga đề cập tới việc nhiều thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra, báo trước một năm với nhiều biến cố và thiên tai. Bà Vanga tiên đoán, trong năm 2022, thế giới sẽ tiếp tục phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, động đất, sóng thần. Và dự đoán này thì cũng phù hợp với bối cảnh thế giới đang chứng kiến một loạt hiện tượng bất thường của thiên nhiên như cá chết hàng loạt, hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng, băng tan ở Bắc Cực, mưa rơi ở trên đảo Greenland. Thảm họa này không chỉ cướp đi tài sản mà còn hủy hoại sinh mạng. Nhiều sinh vật sống bị tiêu diệt ở đây. Và không chỉ vậy, những người sống sót sẽ chết vì bệnh hiểm nghèo, bà Vanga nói. Thứ tư, những dự đoán về biến động xảy ra trên thế giới, vũ trụ. Năm 2022, theo bà Baba Vanga, sao Mộc sẽ có một hiệu ứng hấp dẫn đến kỳ lạ. Nó sẽ hút sự chú ý của các chuyên gia, và điều này sẽ được gây ra bởi hoạt động địa chấn và núi lửa đáng kể trong quỹ đạo của hành tinh trái đất. Nhưng bà cũng không mô tả chi tiết của hoạt động này là gì. Một dự đoán khác liên quan tới vấn đề tiền bạc. Vanga tin rằng vào năm 2022 sẽ có hai dòng tiền, các hướng sẽ là Đông và Tây, và người Nga sẽ trở nên giàu có mặc dù họ không cầm tiền trong tay.
nữ tiên tri mù người Bulgaria đã dành nhiều lời ưu ái cho đất nước Nga, nơi bà coi là cường quốc dẫn đầu thế giới. Trong dự đoán về năm 2022, bà Vanga đã nói rằng khi thế giới đang đứng trước bờ vực của ngày tận thế, thì chính Nga sẽ là quốc gia mở đường dẫn tới sự cứu rỗi cho tất cả các quốc gia đang lạc lối khác. Luận giải theo các dự báo của bà, tờ báo Bulgaria đã rút ra thành 3 nội dung chính. Sẽ có ít người Nga hơn ở trong nước. Các lực lượng dân quân trên thế giới đang hướng đến đất Nga. Và Nga là cường quốc sẽ đứng lên và dẫn đầu thế giới. Về dự báo, sẽ có ít người Nga hơn ở trong nước đã được chứng thực trong những tháng gần đây, đặc biệt là khi diễn biến của chủng virus Delta đang lây lan ở đất nước này. Theo Moscow Times, Nga đang là đất nước có số lượng người tử vong cao nhất tại khu vực châu Âu, với con số lên tới 144.492 ca được ghi nhận tính tới ngày 13 tháng 7. Chính phủ Nga từ chối triển khai tiêm chủng bắt buộc cho toàn bộ dân số mà vẫn duy trì nguyên tắc tự nguyện. Nga cũng không có kế hoạch tái phong tỏa toàn quốc. Các dự báo, các lực lượng dân quân thế giới đang hướng đến đất Nga và Nga là cường quốc sẽ đứng lên và dẫn đầu thế giới của bà Vanga với nước Nga thì vẫn cần thêm thời gian để có thể chứng thực xem có bao nhiêu phần trăm là đúng. Hiện nay, Nga đang trở thành điểm đến của những quốc gia đang phải đối mặt với các cuộc nội chiến. Afghanistan, Armenia đều đã phải đối mặt với các tranh chấp lãnh thổ và chính trị nhất định. Đối với khu vực Trung Á này, thì bản lĩnh của Tổng thống Vladimir Putin cũng như vị thế của Nga được củng cố sau khi Liên Xô sụp đổ đã tạo thêm lòng tin để họ hướng đến Nga nhằm đảm bảo được tình hình khủng hoảng về an ninh và biên giới. Chưa kể, sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria đã trở thành một điểm sáng chói lọi cho luận điểm này, khẳng định rằng cái nhìn chiến lược của Tổng thống Nga vừa loại bỏ được các lực lượng khủng bố, đảm bảo được đòi hỏi của các tổ chức dân quân đối lập, lại phần nào đó chứng tỏ được vai trò ngày càng suy yếu của Mỹ tại quốc gia này. Trong khi đó, với làn sóng đối đầu bằng trừng phạt của phương Tây lan rộng ra nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Iran, Belarus, thì Nga đang trở thành một trong những quốc gia đi đầu cho xu hướng loại bỏ đồng USD của Mỹ nhằm tránh bị tác động bởi các lệnh trừng phạt này. Nga cũng đã chuẩn bị và thúc đẩy một phương án sẽ bị loại khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu và thay thế vào đó bằng hệ thống truyền thông điệp tài chính. Nếu trong tương lai, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục sử dụng đồng minh phương Tây của mình để gây áp lực với các nước khác bằng lệnh trừng phạt kinh tế, thì Nga có thể đã sẵn sàng trở thành người dẫn đầu một xu hướng mới cho thế giới. Và cuối cùng, đó là khả năng nhìn thấu tương lai. Bà Vanga sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911 tại Strumica, nhưng lại sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau. Đầu tiên, bà sống ở đế quốc Ottoman, sau đó chuyển tới Vương quốc Bulgaria, Nam Tư và cuối cùng là Cộng hòa Macedonia. Bà bị mù vào năm 12 tuổi và đây cũng là thời điểm bà biết mình đã được nhận một món quà từ Chúa Trời, đó chính là khả năng nhìn thấu tương lai. Bà là nhà tiên tri mù có nhiều lời sấm truyền gây rung động thế giới. Bà được cho là đã đoán chính xác sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ và vụ đắm tàu Kursk của Nga vào hồi năm 2000. Trước khi qua đời vào năm 1996, bà Vanga còn đưa ra một loạt lời dự đoán về vận mệnh thế giới trong tương lai. Một số lời tiên tri khác như vào năm 2023, quỹ đạo trái đất sẽ có một chút thay đổi. Năm 2025, châu Âu sẽ bị tàn phá. Năm 2028, một nguồn năng lượng mới sẽ được phát triển và nạn đói sẽ không là vấn đề nữa. Năm 2046, con người bắt đầu phát triển nhân bản vô tính. Năm 2084, sự tái sinh của thiên nhiên sẽ diễn ra. Năm 2088, một căn bệnh mới sẽ tấn công thế giới, khiến con người già đi nhanh chóng. Năm 2097, tìm ra phương pháp chữa căn bệnh trên. Năm 2100, mặt trời nhân tạo sẽ chiếu sáng vùng tối của trái đất. Năm 2111, người máy thống trị. Năm 2125, Hungary sẽ nhận được tín hiệu từ vũ trụ. Và năm 2167, xuất hiện một tôn giáo mới. Vài năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu đã lần lượt công bố các dự báo của nhà tiên tri mù qua từng năm. Rất nhiều lời tiên tri của bà Vanga đã trở thành sự thật, như cái chết của công nương Diana nước Anh, vụ khủng bố tháp đôi nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9, vụ chìm tàu Kursk của Nga
Tổng thống Nga Putin đắc cử, nước Mỹ xuất hiện một tổng thống da màu, đó là ông Barack Obama. Brexit, khủng hoảng di cư châu Âu, sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo IS và thậm chí là cả đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cũng có nhiều điều tiên đoán đã không bao giờ xảy ra. Hãy cùng mọi chờ xem dự đoán nào có thể trở thành sự thật vào năm 2022 các bạn nhé! Và đó chính là những lời tiên tri về thế giới của chúng ta vào năm 2022. Vậy thì các bạn ấn tượng với điều gì nhất? Hãy cho chúng mình biết ý kiến của các bạn bằng cách comment phía dưới phần bình luận nhé! Cũng như đừng quên, hãy dành tặng chúng mình một like, một share và nhấn nút subscribe kênh để có thể cập nhật những điều thú vị nhất nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!